luật sư Bùi Kim Thành sẽ hát bài Khi Đã Yêu. Bài này chị đã từng hát trong cái dịp nào ạ? Chưa bao giờ biết hát, và duy nhất có một lần liều mạng để hát để kiếm 100 đô cho tại đài MBTN mà tiếng hát tài tử. Thì Thành hát lần đầu tiên. Rồi, bây giờ chị vào hay là nhờ chị Thùy Hương vào? Thành vô, Thành vô, chị hát. Rồi, vô để thi cái chỗ này. Bài này chị tặng cho ai ạ? Hả? Bài này sẽ tặng cho ai? Tặng cho những ai mà khi yêu phải nhớ yêu một người thôi. Rồi, rồi. Đó là thông điệp. Vì tôi chưa biết yêu, tôi 60 tuổi mà chưa biết yêu. Chỉ yêu quê hương tổ quốc thôi. Đúng rồi, chị ơi, và đó, không, cái đó nói tình yêu. Khi đã yêu thì mơ mộng nhiều, mơ ngày mai pháo nhuộm đường vui, mơ vành môi thơm ngát hương đời, tình kia phong kín mây trời, khi yêu riêng một người thôi. Khi đã yêu thì lo sợ nhiều, lo chiều thu nắng nhạt màu tươi, lo niềm vui chưa thắm tim người, tình kia thêm vỡ tan tôi, nên đêm hẹn lệ đầy vơi. Thơ nói tình yêu bằng chót lưỡi đầu môi, bằng khoe mắt thì dẫu sau này nên câu luyến ai, ân tình còn vương mãi mãi, vương thề tròn kiếp không phai. Bao nhớ thương còn trong đợi chờ, cho nghìn sau nối lại nghìn xưa, cho muôn yêu dâng đến tim người, ngày vui hai đứa chung đôi, khi yêu riêng một người thôi. Đang hát đi. Chớ nói tình yêu bằng chót lưỡi đầu môi, bằng khoe mắt cười, thì dẫu sau này nên câu luyến ai, ân tình còn vương mãi mãi, hương thề trọn kiếp không phai. Bao nhớ thương còn trong đợi chờ, cho nghìn sau nối lại nghìn xưa, cho người u dâng đến tim người, ngày vui hai đứa chung đôi, khi yêu riêng một người thôi. Khi đã yêu thì mơ mộng nhiều. Thôi chừng lại, không biết chừng chỗ nào. Rồi, rồi, rồi. Thật sự ra thưa quý vị ơi, cái tông này nó hơi cao đối với chị Kim Thành. Thật sự Kim Thành, nhưng mà nó nói lên cho chúng ta thấy rằng là vì muốn lấy 100 đô la để mà cứu dân oan mà luật sư Thành đã phải hát một cái bài hát.